8 trường cao đẳng nghề Sóc Trăng phối hợp cùng công ty Isuhay tổ chức lễ xuất cảnh đưa sinh viên ngôi trường này và thanh niên tỉnh Sóc Trăng sang Nhật học tập và làm việc. Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và phát biểu động viên các em trúng tuyển sang Nhật đợt này. Trải qua nhiều vòng sơ tuyển, kể cả học tiếng, 35 em xuất sắc nhất đã trúng tuyển chương trình phái cử thực tập sinh sang Nhật học tập và làm việc từ công ty Isuhay. Đây là lần đầu tiên công ty này cùng với tỉnh tổ chức chương trình lễ xuất cảnh với sự tham gia của các em cùng với gia đình. Tại đây, nghi thức công bố 35 em trúng tuyển sang Nhật học tập và làm việc diễn ra trang trọng. Bên cạnh các em đã hoàn thành chương trình cao đẳng trung cấp nghề, thì còn có nhiều em vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông quyết định chọn sang Nhật tiếp tục học tập và làm việc. Cảm thấy rất là hạnh phúc khi được mọi người tổ chức cho một buổi lễ rất là long trọng như vậy. Thì lý do em chọn EC2 để đi Nhật Bản là do bên trường em đang học thì có ký kết hợp tác với bên công ty EC2. Thì do cái điều kiện mà học tập nó thuận lợi cho em nên em đã quyết định đăng ký để đi Nhật. Em muốn đi sang Nhật để học hỏi thêm tiếng Nhật và giao lưu văn hóa, với lại học những cái kỹ thuật mà làm việc của họ. Và trước khi qua Nhật thì em đã chuẩn bị cho mình là 4 tiếng Nhật và thêm đó là kỹ thuật về cái ngành nghề mà mình sắp làm. Nghề mà các em trúng tuyển sang Nhật học tập và làm việc chủ yếu là bảo dưỡng ô tô, thủy sản, chăm sóc y tế, thực phẩm, điện lạnh, cơ khí với thời gian làm việc 3 năm. Ngay sau buổi lễ, các em sẽ bắt đầu xuất cảnh sang Nhật từ đây đến những tháng đầu năm sau. Thông qua cái việc đào tạo phối hợp cùng với trường cao đẳng nghề Sóc Trăng có sự hỗ trợ của tỉnh Sóc Trăng như thế này, thì công ty ESO2 sẽ đem đến cái chương trình này rộng rãi trên toàn tỉnh cho tất cả các thanh niên từ 18 cho đến 30 tuổi. Và đặc biệt là công ty ESO2 sẽ có những cái chính sách cùng với tỉnh để cho thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khi đi về điều kiện vay vốn ngân hàng chính sách cũng như là những cái chi phí rất thấp, chi phí tham gia cái chương trình được đào tạo và được đi sang Nhật làm việc ở nước ngoài thì tối đa là chỉ có 90 triệu và có trong chương trình là cái chi phí nó sẽ dao động từ 60 cho đến 90 triệu là tối đa. Đây là những cái chính sách rất là đặc biệt để công ty S2 đem đến cho các thanh niên, các em, các bạn trẻ của tỉnh Sóc Trăng tham gia cái chương trình đi Nhật, nhưng quan trọng nhất là được đào tạo rất là bài bản, chuyên nghiệp, với cái bề dày, với cái kinh nghiệm của công ty S2 đã triển khai trên toàn quốc và đặc biệt là các tỉnh miền Tây, trong đó có Vĩnh Long, có Trà Vinh, có Long An, có Tiền Giang, có Bến Tre, và bây giờ tiếp theo đó là Sóc Trăng. Cho nên công ty S2 rất là hy vọng cái chương trình này sẽ được phát triển một cách mạnh mẽ, lan rộng và trong tương lai sẽ hàng năm sẽ đưa được hàng trăm em của tỉnh Sóc Trăng của mình đi sang bên Nhật làm việc theo cái chương trình này. Phát biểu tại buổi lễ xuất cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Diễm Ngọc cho rằng thành công của buổi lễ hôm nay đánh dấu cho sự khởi đầu tốt đẹp trong mối quan hệ ký kết hợp tác giữa tỉnh với công ty Isuhay trong việc tạo điều kiện đưa người lao động tỉnh sang học tập và làm việc tại nước ngoài. Từ đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời động viên đến các em trúng tuyển cũng như có lời nhắn nhủ đến gia đình của các em. Thì cô muốn các cháu phải cố gắng nhiều hơn, bởi vì chúng ta sẽ sống, lao động, học tập và làm việc ở một đất nước khác. Nó có những cái khác biệt về nhiều thứ, đi xa nhà, nhưng mà nó có một cái ý như thế này là phải đi để trưởng thành. Xa nhà thì các cháu đi, các cháu sẽ học tập, đi để trải nghiệm, đi để trưởng thành. Và quan trọng nhất đó là đi để trở về trong thành công và sẽ trở thành cái nguồn lực quan trọng góp phần cho sự phát triển của tỉnh Sóc Trăng về lâu về dài về sau này. Với phụ huynh học sinh và các bạn thanh niên, các cháu thanh niên có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay thì tôi cũng muốn quý vị có cái sự an tâm
cái khó khăn trong quá trình học tập sau đó ở Nhật Bản thì sẽ có đại diện của công ty ESU2 ở Nhật Bản và quý thầy cô trong cái kết nối với các cháu sẽ hỗ trợ các cháu, chúng ta cũng không phải lo lắng gì. Quan trọng là gia đình sẽ có các sự động viên và khuyến khích hỗ trợ tinh thần để các cháu có thể vượt qua trong những cái bước đầu, những ngày đầu sau khi đến một cái môi trường mới. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã đưa 242 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngày 11 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 02 quy định chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và học sinh sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học vừa làm từ ngân sách tỉnh. Trong đó, quy định học sinh sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học vừa làm mức vay tối đa 100% chi phí dịch vụ du học theo từng khóa học và nước đến học, tối đa lên đến 200 triệu đồng. Qua cái nghị quyết này là nó tạo nên một cái phong trào rất tốt, rất tốt. Đó. Thông qua cái nghị quyết này thì dù trước đây là những cái gia đình là giàu có hoặc khá giả thì mới cho đủ điều kiện để cho con đi học nước ngoài. Nhưng bây giờ là đã có cái nghị quyết 02 của tỉnh Sóc Trăng rồi, tức là của Hội đồng Nhân ban hành rồi, thì coi như là đối với tỉnh ta đó, các cháu học sinh đó, hàng năm đó là không còn phân biệt giàu hay nghèo, không còn phân biệt giàu hay nghèo nữa. Nghĩa là có cái là các cháu sau khi tốt nghiệp lớp 12, các cháu mà có quyết tâm, các cháu muốn đi học tập ở nước ngoài, muốn đi lao động ở nước ngoài là đều có thể là đi được, không còn phân biệt là trước đây mình là gia đình khá mới đi được, gia đình nghèo không đi được, bây giờ thì không còn việc đó nữa. Tất nhiên là đảng nhà nước đã hỗ trợ cái vốn cho các cháu đi nước ngoài hết. Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững cho người dân trong tỉnh. Hiện chương trình này đang được tỉnh phát triển rộng rãi với nhiều chính sách